Miền Tây gắn liền với hệ thống sông rạch chằng chịt và những cánh đồng thẳng cánh cò bay của đồng bằng sông Cửu Long. Là điểm đến dành cho những ai muốn tìm sự yên bình của một miền quê và nét giản dị của con người nơi đây. Du lịch miền Tây hứa hẹn sẽ là một hành trình khám phá đầy ấn tượng với bất kỳ du khách nào yêu thích loại hình du lịch trải nghiệm sông nước miệt vườn. Từ xa xưa, xứ Tây Đô, Cần Thơ luôn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Du lịch Tây Đô cũng mang một nét đặc trưng rất riêng của vùng miền sông nước. Với những ai muốn tìm tới một chốn tâm linh thanh tịnh, khi về Cần Thơ hãy nhớ ghé thăm Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam tọa lạc trong khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Kiến trúc của Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam được thiết kế khá ấn tượng, có ngôi chánh điện, nhà thờ tổ được xây dựng theo kiến trúc văn hóa Lý Trần. Khuôn viên thiền viện được bài trí cân đối và hài hòa như Quan Âm Điện, Di Lặc Điện, Thủy Tạ, Chùa Một Cột, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch thư thái cho những ai muốn dạo bước tham quan. Với những ý nghĩa tâm linh và nét kiến trúc đặc sắc, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam được xem là một trong những công trình nghệ thuật độc đáo nhất của xứ Tây Đô. Thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, cách thị xã Bến Tre 12 km đường bộ và 25 km đường sông, khu du lịch Cồn Phụng nằm trên một cù lao nổi giữa sông Tiền, còn được biết đến với tên Đạo Dừa, sẽ là một điểm dừng chân thú vị khi du khách đi du lịch tại miền Tây. Tên gọi Cồn Phụng có từ khi ông Nguyễn Thành Nam đến đây xây dựng chùa Nam Quốc Phật. Khi công trình này đang xây dựng, họ thu lượm được một cái chén cổ có hình con chim phụng nên từ đó đặt tên là Cồn Phụng. Đến khu du lịch Cồn Phụng, du khách sẽ được tham quan các công trình kiến trúc độc đáo của nơi đã từng là thánh địa của Đạo Dừa, với vết tích còn được lưu giữ qua mảnh sân có 9 con rồng. Tháp Hòa Bình, Cửu Trung Đài vốn là nơi ngày trước ông Đạo Dừa ngồi giảng kinh pháp và truyền bá đạo giáo. Cả tòa tháp và sân 9 con rồng đều có kiến trúc lạ mắt và được đắp nổi bằng những mảnh vỡ của bát đĩa, ấm chén và một đỉnh lớn trông rất ấn tượng. Là người thích trải nghiệm các loại hình du lịch khám phá mạo hiểm, khi đến du lịch tại Cồn Phụng, nhất là các bạn trẻ, đừng quên trải nghiệm cảm giác mới lạ với trò chơi giải trí, đi xe đạp qua cầu, đu dây, bơi xuồng. Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một chuyến khám phá đầy thú vị.